Xin chào tất cả các bạn, và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn qua một cái phần mới, đó là phần vi phân. Thì cái phần vi phân này thì mình nhận thấy là nó giống hệt như phần đạo hàm, chỉ khác cái cách ghi thôi. Ví dụ ở vi phân cấp 1 chúng ta sẽ ghi là d của f(x0) sẽ bằng f(x0). Các bạn ghi thêm chữ d vào đây giúp mình. Ở ví dụ thì ví dụ đề bài yêu cầu chúng ta tính vi phân cấp 1 của hàm số f(x) sẽ bằng căn của 1 cộng cho x. Lúc này chúng ta đi tính đạo hàm của fx. Sau khi chúng ta tính đạo hàm của fx, kết quả sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho căn của 1 cộng cho x. Lúc này chúng ta kết luận d của fx sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho căn của 1 cộng cho x nhân cho dx. Các bạn nhớ lưu ý nha. Vi phân thì chúng ta ghi ở đây là dfx sẽ bằng, sau khi kết quả chúng ta phải ghi thêm dx vào đây, đối với vi phân cấp 1. Tương tự vậy với ví dụ ở dưới này, nếu đề bài yêu cầu mình đi tính vi phân cấp 1 của s của hàm s theo biến t, tức là s sẽ bằng e mũ t mũ 3, thì lúc này đi tính hàm s mà hàm của s nên chúng ta phải ghi là ds. Ở trên chúng ta đi tính tính vi phân của f thì chúng ta sẽ ghi f, còn ở đây nếu chúng ta tính của s thì chúng ta sẽ ghi là ds. Lúc này ds của chúng ta sẽ bằng e mũ t mũ 3 đạo hàm, và sẽ bằng e mũ t mũ 3 nhân cho 3 của t bình phương. Lúc này tại vì biến của chúng ta là biến t nên chúng ta sẽ ghi là dt. Tương tự với ở trên này, biến của chúng ta là biến x thì chúng ta ghi là dx. Và với vi phân cấp 2 thì tức là chúng ta sẽ đạo hàm thêm một lần nữa, thì tức là lúc này chúng ta sẽ ghi là d bình f của x0 sẽ bằng f2,x0 nhân cho dx bình phương. Các bạn nhớ nhé, nếu mà cấp 2 thì là x bình phương. Ở đây mình có một bài ví dụ là đề bài yêu cầu các bạn hãy đi tính vi phân cấp 2 của hàm số fx bằng x mũ 5 nhân cho e mũ 3x. Lúc này chúng ta phải ghi nhớ một điều là vi phân cấp 2 tức là đạo hàm 2 lần. Giờ chúng ta đạo hàm lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên thì chúng ta đạo hàm, chúng ta nhận thấy đây nó thuộc công thức là u nhân cho v. U nhân v đạo hàm thì sẽ bằng u đạo hàm nhân cho v cộng v đạo hàm nhân cho u. Sau khi các bạn đạo hàm xong, chúng ta sẽ ra được kết quả là 5x mũ 4 nhân e mũ 3x cộng 3 nhân cho e mũ 3x nhân cho x mũ 5. Sau khi mà chúng ta ra được cái kết quả này rồi, chúng ta phải đạo hàm thêm một lần nữa. Mà vì nếu để như vậy đạo hàm sẽ rất là khó, nên mình sẽ rút cái 3 e mũ 3x ra ngoài. Sau khi rút xong nó cũng quay ngược trở về công thức đạo hàm một lần nữa, thì nó sẽ ra là công thức u nhân v đạo hàm. Thì u nhân v đạo hàm thì cũng bằng u đạo hàm nhân cho v cộng v đạo hàm nhân cho u. Sau khi chúng ta đạo hàm hai lần xong, chúng ta kết quả ra được là e mũ 3x nhân cho 9x mũ 5 cộng 30x mũ 4 cộng 20x mũ 3. Lúc này chúng ta kết luận thì chúng ta phải ghi như sau, là d bình của fx sẽ bằng e mũ 3x nhân cho 9x mũ 5 cộng 30x mũ 4 cộng 20x mũ 3 nhân cho dx bình phương nhé các bạn. Tại vì đây là vi phân cấp 2, chúng ta phải ghi là dx bình phương. Và bài giảng vi phân của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé.